Nhà dân chuyển đổi công tác có gửi bên Nhà Tốt bán một căn nhà lô góc hai mặt thoáng tại Hà Đông, ngõ thông, ô tô đi qua. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng năm 2021. Với căn nhà này thì được cái ưu điểm lô góc hai mặt thoáng, diện tích 32 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, thiết kế 4 phòng ngủ, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, hai mặt ngõ đều là mặt ngõ nhà nước, ngõ thông thoáng, ô tô đi qua. Thiết kế hướng nhà là hướng Đông Nam và hướng Đông Bắc. Quý vị chọn hướng nào cũng được, rất là hợp lý. Đây là phần ngõ thực tế trước nhà, ô tô đi qua. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Căn nhà này chủ nhà thiết kế để lại cho quý vị nội thất, điều hòa, rèm, cửa. Nói chung là theo đúng hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế bên ngoài, lô góc mặt trước, mặt sau. Căn nhà này thì ưu điểm rất nhiều cửa sổ thông thoáng. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể. Với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với phần phòng khách của ngôi nhà, chủ nhà cũng lắp rèm cửa, điều hòa cho quý vị, cửa sổ thông thoáng trước sau. Nói chung là căn nhà này cực kỳ là thoáng. Vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Trương Mỹ, Đại Thành, Quốc Oai. Quý vị đi làm theo cung đường Đại Lộ Thăng Long hoặc đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, gần với trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Nói chung là đi lại rất là ok. Tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 4 km. Xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ thông, xung quanh tiện ích dân sinh đầy đủ, nằm trong khu dân cư đông đúc. Ngoài phần phòng khách thì ở đây Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng bếp của ngôi nhà, với không gian phòng bếp cũng tương đối rộng và thoáng. Căn nhà này 32 m², và ưu điểm thì là lô góc, cho nên trên cái tầng 2 sẽ đua ra là tương đối là rộng thoáng. Ở phần phòng bếp thì chủ nhà để lại cho quý vị hút mùi. Đó, đây là phần toàn bộ phòng bếp của ngôi nhà, tủ bếp. Nói chung là theo đúng hiện trạng là dọn đồ về ở ngay, tủ bếp là tủ gỗ. Tính từ vị trí ngôi nhà này, xung quanh chợ trường, chợ dân sinh, mầm non, tiểu học chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 500 m. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, có cửa sổ thông thoáng, tất cả các cửa sổ đều có rèm cửa mọi người ạ. Và tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này nằm ở khu vực quận Hà Đông, cho nên hồ sơ điện, hồ sơ nước là đã đầy đủ hết rồi. Và điện thì là điện lực EVN Hà Nội, và nước thì sử dụng là nước sạch sông Đà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà ở đây thiết kế lắp đặt một vách CNC. Nói chung căn nhà này chủ nhà có sơn sửa lại, cho nên còn tương đối là mới. Kết cấu thì vẫn như thế, chỉ có sơn lại thôi. Đây là tầng 1. Cửa thì chính thì thiết kế 2 lớp cửa, và chủ nhà lắp rèm cửa đầy đủ cho quý vị. Tất cả các phòng đều có rèm. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với căn nhà 4 tầng thiết kế 4 phòng ngủ thì như thế nào ạ? Tầng 2, tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Phần phòng ngủ đầu tiên phía bên trong của ngôi nhà. Đây quý vị ơi, đây là cửa sổ và tất cả các cửa sổ chủ nhà đều lắp rèm rồi cho quý vị. Rồi là phòng thì để lại giường, tủ đúng như ở trên video, theo đúng hiện trạng. Đó, nhà có sao thì bán như vậy. Cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Về ưu điểm như em đã nói ở phần ngay từ đầu video, căn nhà này lô góc, cửa sổ mở ra rất là nhiều, rất là thoáng. Và đây là phần phòng ngủ ở phía mặt ngõ. Rèm cửa thông thoáng, bên trong cũng đầy đủ nội thất, điều hòa, rèm cửa, cửa sổ 2 lớp. Đấy, theo đúng hiện trạng là sáng mua chiều về ở, sổ đỏ sẵn sàng cất két, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Giường này là 1m6 2m, và tủ này là 1m6 2m. Trong không gian phòng đây, bàn phấn này vẫn còn thoáng nha mọi người. Đó, và đây là phần tầng 2, phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ ở giữa. có đầy đủ thiết bị vệ sinh cũng như là bình nóng lạnh. Đấy. Nói chung nhà có như thế nào thì em luôn quay review, chia sẻ cho quý vị là như vậy. Và tiếp theo mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Lên trên phía hành lang ở đây là có cửa sổ thông thoáng này. Phòng ngủ ở trên phía tầng 3 hướng ra phần mặt ngõ đây. Rất thoáng. Với căn nhà này, chủ nhà để lại cho quý vị là 3 điều hòa. 3 điều hòa mọi người nhé. Tất cả các phòng đều thông và thoáng. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Siêu thoáng, kéo rèm ra đây mọi người ơi. Đấy. Đây là phần tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng ngủ rồi. Quý vị nào đang tìm nhà Hà Đông 2 phòng ngủ lô góc lại còn đường ngõ ô tô, ngõ thông lại nằm trên mặt ngõ nhà nước thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng nhé. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà. Lên trên phía tầng 4 có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây là khu vực để máy giặt riêng. Chủ nhà để dàn phơi thông minh ở đây, quý vị có thể phơi ở đây hoặc quý vị có thể phơi ở sân phơi bên ngoài. Đây là phần phòng thờ. Rộng, thoáng. Phần còn lại, sân phơi rộng. Đây. Đây là phần sân phơi. Bắn mái tôn đầy đủ cho quý vị rồi. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể căn nhà 32m2, thiết kế 4 tầng lô góc, 2 mặt thoáng, ô tô đi qua. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.